Chắc là lâu rồi thầy không lên cho nên anh em không mất mất thói quen xem livestream rồi ạ. Vâng, cái thành ra nó ít người. Thôi thì ít thì cha ta cũng cố gắng nhờ, vẫn giải quyết bình thường thôi. Vậy thì anh em có đang xem ở trên mạng thì anh em nào có thể like hoặc share hoặc làm gì đó thì rất mong là chúng ta sẽ làm một cái động tác này trong vòng khoảng 1-2 phút rồi chúng ta bắt đầu vào cái hỏi cái trả lời cái câu hỏi chính ạ. Vâng, cả nhà mình like share comment gì thì mời cả nhà làm đi ạ, xong sau đó chúng ta vào câu hỏi chính ạ, vào vấn chính của mình ạ. Vâng, cảm ơn Nguyễn Văn Mắc. Rồi, rồi chào Xuân Hải, chào Hoàng Nghiệp. Yeah. Chào Nguyễn Quang Thiều, chào Mạnh Kiên, chào Nguyễn Trọng Tú. Rồi ạ, bắt đầu Tuấn trả lời vào câu hỏi ạ. Mọi người share xong chưa ạ? Tuấn xin trả lời cái câu hỏi đầu tiên của anh Hoàng Hiệp có đặt câu hỏi. Thầy ơi, để cho em hỏi may mắn và không may mắn trong đạo Phật có tồn tại không ạ? À? Vâng, thưa anh, chắc chắn là tồn tại. Và đầu tiên để tồn tại hay không tồn tại thì chúng ta phải xem cái khái niệm may mắn đã. Tức là may mắn là gì? Cái chữ may ở đây có nghĩa là người ta làm cái gì người ta cũng thuận, người ta không gặp phải cái trở ngại vướng mắc gì, hoặc là thậm chí nó còn tốt hơn là người ta còn gọi là gặp quý nhân phù trợ. Tức là họ đi đến đâu thì gặp khó khăn gì là còn có người giúp cơ, chứ đừng nói là gặp cái trở ngại, không những không gặp trở ngại mà này còn được người khác giúp đỡ. Vậy thì theo đạo Phật, cái gì cũng có nhân có quả, cái gì mà mình gieo trong ngày hôm qua thì chắc chắn là mình sẽ có quả để mình hưởng trong cái ngày hôm nay. Vậy cái may mắn của mình là được người khác giúp đỡ hoặc là thuận buồm xuôi gió thì cái đó gọi là may mắn. Nhưng cái nguyên nhân sâu xa là trong đạo Phật gọi cái từ đấy gọi là nghiệp. Nghiệp có nghĩa là cái hành vi của ngày hôm qua nó để tạo ra cái ngày hôm nay, và nếu nó tạo ra cái may mắn gọi là nghiệp thiện, tạo ra những cái mà gì ạ? Những cái trở ngại, những cái nghiệp chướng thì người ta gọi là nghiệp ác. Tôi lấy ví dụ với các bạn thế này. Ví dụ như tôi là CEO chẳng hạn. Khi tôi còn trẻ thì tôi đã may mắn là tôi làm lãnh đạo chẳng hạn. Thế thì ngày xưa mà khi mà mình làm lãnh đạo thì các bạn mà làm thuê cho mình ấy thì các bạn ấy rất là trẻ. Giả sử ngày đấy mà mình đã có thói quen là nói dối các bạn ấy thì rõ ràng là tôi có bóc lột các bạn ấy, tôi còn nói dối các bạn ấy khi các bạn còn trẻ thì tôi đồng ý là các bạn ấy không biết. Nhưng chắc chắn một điều khi các bạn trưởng thành thì các bạn ấy sẽ biết là ngày đấy là thằng Tuấn nó bóc lột mình. Vậy thì cái kim trong bọc lâu ngày thì nó cũng tòi ra. Vậy cái ngày hôm qua mà mình làm việc nó không được thiện lành thì ngày hôm nay chúng ta sẽ họ khi họ trưởng thành họ sẽ nhận ra và họ sẽ gì ạ? Họ sẽ trả lại cho ta những cái thứ không tốt đẹp. Tôi lấy ví dụ thế này thôi. Chúng ta cứ nghĩ là khi chúng ta rời công ty đi thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể nói xấu cái công ty mà ta nghỉ việc, ta rời đi. Nhưng bạn có tin rằng là tất cả các doanh nhân họ chơi với nhau trong một cái cộng đồng, cái thế giới này nó rất là nhỏ bé, kiểu gì họ cũng sẽ gặp nhau. Rồi đùng một cái họ phát hiện ra là ngày hôm qua nó làm thuê cho tôi đi ông ạ, và nó đi nó đã nói xấu tôi. Vậy thì liệu bạn có tồn tại được bên kia không? Vậy thì khi ở bên kia họ đùng cái họ cho bạn nhận một cái cháp thôi việc chẳng hạn, thì đôi khi bạn cũng không hiểu chuyện gì nó xảy ra và bạn bảo là đời tôi không may mắn. Vậy thưa với bạn, tóm lại có tồn tại sự may mắn. Và cái may mắn đấy chính là cái việc mà cái hành vi của bạn thiện lành ngày hôm qua nó sẽ tạo cho bạn cái may mắn ngày hôm nay. Và trong nhà Phật cái đấy gọi là nghiệp. Mỗi một hành vi tốt thì chúng ta gọi là nghiệp thiện nó dày lên. Và mỗi một hành vi mà gì ạ? Có tác hại cho những người xung quanh, cướp đi những cái niềm vui, những cái cảm xúc, những cái giá trị của những người xung quanh để thành của mình thì làm cho những người xung quanh họ buồn thì cái đấy gọi là tích thêm nghiệp ác và nó càng ngày càng dày. Và nguyên tắc gieo nhân là phải gặp quả và nhân thì đủ duyên nó sẽ gì ạ? Nó sẽ thành quả. Cho nên là có may mắn thưa với bạn như vậy và chúc bạn
nhận được cuộc sống may mắn. Và tóm lại, may mắn nó không tự dưng nó đến, mà do chính mình, hành vi của mình trong ngày hôm qua tạo cho mình may mắn ở ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn bạn. Chúc bạn hạnh phúc và may mắn. Bạn Trương Phương có đặt câu hỏi: thầy ơi, em muốn chuyển hướng quan tâm thì phải làm thế nào ạ? Và cái gì nên quan tâm để đem lại lợi ích cho người khác ạ? Vâng ạ. Thực ra mà nói, để mang lại lợi ích cho người khác thì nhất thiết, không phải nhất thiết là bạn phải quan tâm cái gì, mà quan trọng nhất là bạn có tâm, thì chắc chắn bạn sẽ mang lại cái lợi ích cho người khác. Và tâm nó không nằm ở suy nghĩ của mình, mà tâm nó nằm ở hành vi của mình. Tôi lấy ví dụ thế này, đôi khi trong cuộc đời này thì chúng ta nó có bằng này cái tầng này. Cái tầng đầu tiên là cái tầng vật chất, cái tầng ngoài cùng ấy mà chúng ta sống này này. Trong cái đời sống sinh hoạt của chúng ta thì cái tầng ngoài cùng mà chúng ta hay gặp phải đó là tầng vật chất. Vậy thì đôi khi chúng ta cho đi cho nhau một chút vật chất, nó cũng là cái cách mà mang lại niềm vui cho người khác. Cái cách thứ hai là cái tầng thứ hai trong con người mình, đó là tầng của cảm xúc. Vậy thì sáng ra chúng ta gặp nhau, chúng ta tặng nhau một nụ cười, đến cơ quan chúng ta tặng nhau một nụ cười, tặng nhau một câu hỏi, một lời chào, đó cũng chính là gì ạ? Đó cũng chính là sự quan tâm rồi. Chứ không phải có nghĩa là quan tâm là cứ phải xoắn con nhà bà Xít đấy thì mới gọi là quan tâm. Thì cái tầng đó người ta gọi là cái tầng gì ạ? Tầng cảm xúc. Mà nguyên tắc cảm xúc nó động vào gì ạ? Nó chạm vào điều khí. Nguyên tắc ngoài nhá, vật chất, xong đến cái tầng gì ạ? Tầng của cảm xúc. Từ cảm xúc nó sinh ra khí. Tôi lấy ví dụ như là khi mà bạn hồi hộp là cái khí của bạn nó thở gì ạ? Nó sẽ gấp gáp. Khi mà bạn gì ạ? Bình tĩnh thì cái khí của bạn nó thở rất là đều. Và trong con người ta có hai phần: khí và huyết. Thì như vậy, cái phần thứ ba là phần khí, giúp cho người khác bình tĩnh và an tâm, an lành, để cho khí họ đều, giúp cho họ không bị bệnh. Đó cũng là cách mà chúng ta quan tâm, là cái thể khí. Sau cái thể khí là thể suy nghĩ, và chúng ta hay gọi là tư duy. Giúp cho người ta một cái tư duy tốt, đó cũng chính là quan tâm. Cái tầng bên trong nữa của tư duy, đó là tầng nghiệp. Giúp người ta cùng đi làm gì ạ? Những cái việc cải nghiệp, tức là làm những việc thiện lành. Giúp người ta cùng dựng, dù cùng giúp người ta biết cách làm gì ạ? Bố thí và cho đi. Đó cũng chính là một việc quan tâm và thiện lành. Và cuối cùng là cái tầng trong cùng của chúng ta, chính là tầng tâm, tầng tư tưởng. Dạy cho người ta bỏ đi những cái tham sân si mạn nghi. Đó cũng chính là việc quan tâm. Chứ quan tâm không có nghĩa là phải xoắn xuýt, là phải làm cái gì đó cụ thể thì chúng ta mới gọi là quan tâm. Vậy tôi nhắc lại, chúng ta có 6 cái tầng để quan tâm. Tầng thấp nhất là tầng vòng ngoài ấy, các đại ca. Là cái tầng đấy là tầng vật chất. Thì khi chúng ta cho nhau vật chất thì cũng là một cách để quan tâm. Nhưng đa phần người đời thấy cái này là quan tâm số 1. Nhưng nên nhớ vật chất lại gì ạ? Phải tác động lên cảm xúc. Và thường là gì ạ? Người ta cho nhau một cảm xúc tốt chứ không cần vật chất cũng rất là tuyệt vời. Vì vậy, cho nhau một lời chào, cho nhau một lời hỏi, cho nhau một thái độ thân thiện, cho nhau một cái nhìn yêu thương, tạo ra một cái cảm xúc vui vẻ, kể một câu chuyện cười hay khi họ đang buồn, đấy cũng chính là một việc gì ạ? Quan tâm. Chứ bạn đừng nghĩ cái quan tâm nó là cái khỉ gió gì nó to tát nhé. Xong cái việc thứ ba là thể khí, giúp cho người ta an tâm, người ta nhịp nhàng, người ta thở, không làm cho người ta loạn nhịp lên, thì cũng là một cách gì ạ? Quan tâm. Rồi tiếp theo, giúp cho người ta gì ạ? Có cái suy nghĩ tốt. Tức là cái tầng này là tầng thứ tư, suy nghĩ tốt, giúp cho người ta thay đổi tư duy, thì đấy cũng là quan tâm. Cái tầng tiếp theo là rủ người ta gì ạ? Đi làm những việc thiện lành để cải nghiệp, đấy cũng là quan tâm. Và cuối cùng,
chia sẻ với người ta về tư tưởng để người ta bỏ được tham sân si mạn nghi. Đấy cũng là quan tâm. Và như vậy chúng ta mới thấy là trong cái 6 cái vòng mà tôi kể ra thì 5 vòng ngoài người ta gọi là bố thí gì ạ? Cái vòng ngoài cùng vật chất người ta thường gọi là bố thí thực. 4 cái vòng tiếp theo thì người ta gọi là bố trí thí pháp. Và cuối cùng là cái tâm ấy thì là ba la mật. Đấy thì xin chia sẻ với mọi người như vậy để cho mọi người dễ hình dung về cái phương pháp quan tâm đến người khác. Và đặc biệt việc đầu tiên trước khi quan tâm thì chính là việc là bạn sống trong hiện tại. Bạn sống trong hiện tại, muốn làm được cái 6 việc lúc nãy mà tôi chia sẻ thì bắt buộc bạn phải sống trong hiện tại. Thế nào gọi là sống trong hiện tại? Khi bạn đang ngồi cạnh bố mẹ bạn mà bạn không quan tâm nổi thì đừng bao giờ nghĩ rằng là ngày mai bạn sẽ quan tâm. Chúng ta phải quan tâm ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay, vì bây giờ nó mới là hiện tại. Chứ còn đợi đến ngày mai thì nó chỉ là tương lai thôi. Cho nên tất cả những người sống trong hiện tại, Đức Phật dạy là gì ạ? Không truy tìm quá khứ, không vọng tưởng tương lai, an trú trong hiện tại. Cái đấy người ta gọi là nhiệt tâm. Thì là chúng ta sống trong hiện tại, cầm cái ly lên, đặt cái ly nước xuống nhẹ nhàng, cũng là cách quan tâm đến cha mẹ. Chứ không phải nhất thiết là hỏi cha mẹ một câu, nhưng mà lại uống cái cốc nước đặt phịch một cái, cha mẹ giật mình, tưởng thằng này nó giận mình cái gì. Thì như vậy bản chất đấy là không quan tâm. Cho nên việc mà quan tâm thì có 6 cái tầng để quan tâm. Và muốn quan tâm được phải sống trong hiện tại. Và đừng bao giờ là chúng ta gì ạ, kỳ vọng ở tương lai cả, mà hãy an trú ngay trong hiện tại này. Thì chắc chắn thân ở đâu, tâm ở đó, thời khắc này ta sẽ biết quan tâm với chính tất cả những sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh ta. Còn nếu ta có giỏi đến đâu mà ta luôn sống trong quá khứ hoặc sống bằng tương lai thì hiện tại này ta đâu có để ý xung quanh. Vậy thì ta có tâm đi chăng nữa, ta cũng không biết cách quan tâm. Vì vậy chúc cho cả nhà có được cái tâm, tức là có 6 cái tầng đấy, nhưng mà gì ạ, phải sống trong hiện tại để gì ạ, quan tâm đến tất cả những thứ xung quanh ở thời khắc này, trong lúc chúng ta đang ở đây và bây giờ. Rồi, chúc cả nhà hạnh phúc. Cảm ơn. Nguyễn Mai có đặt câu hỏi: thầy ơi, con học ngoại thương khoa kinh tế đối ngoại, con có khả năng giao tiếp ạ? Thầy cho con xin lời khuyên về nghề nghiệp sau này không ạ? Con cảm ơn thầy nhiều ạ. Vâng, cái việc đầu tiên mà tôi chia sẻ với bạn rằng là để mà có cái nghề nghiệp sau này thì việc thứ nhất là bạn phải liệt kê được những cái kỹ năng cần phải có. Cần phải có. Nguyên tắc trong cuộc đời này tôi muốn chia sẻ với bạn 3 từ thôi mà bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải canh cánh ở cho bên người mình thì bạn mới thành công được và bạn mới sống tử tế được. Tức là câu hỏi là gì ạ? Có 3 từ thôi: để làm gì, thế thì khi mà bắt đầu bạn đặt câu hỏi là bạn muốn có nghề nghiệp tốt sau này thì bạn phải đặt câu hỏi để làm gì. Ví dụ vậy, bắt đầu bạn mới trả lời muốn có nghề nghiệp tốt thì để kiếm tiền, thì có nghĩa là trong kinh tế đối ngoại bạn phải biết tài chính. Để làm gì? Để trở thành một cái nhà chia sẻ với mọi người về dạy về kinh tế đối ngoại tốt nhất thì bạn phải là người gì ạ? Có trí tuệ và chia sẻ đi bằng tâm khẩu. Và để làm gì là bạn học cái này xong rồi bạn muốn trở thành một cái người có danh vọng lớn nhất ở Việt Nam thì bạn phải đặt ra câu hỏi để làm gì. Từ cái câu hỏi bạn đặt ra câu hỏi để làm gì, và trong cuộc sống của tôi luôn luôn đặt câu hỏi để làm gì. Ví dụ tôi là người giàu nhất
thì cuối cùng để làm gì? Hoặc tôi là người nổi tiếng nhất thì cuối cùng để làm gì? Tôi là người để lại di sản cho đời thì tôi lại đặt câu hỏi để làm gì? Và khi nào bạn phải trả lời được cái từ để làm gì thì nó mới xuất hiện sứ mệnh trong con người bạn. Còn nếu bạn không bao giờ bạn trả lời để làm gì được thì bản chất là bạn đi loanh quanh trong cuộc đời này để bạn kiếm ăn mà thôi. Và tôi đã từng như vậy. Và khi bạn đã trả lời được và bạn tìm được sứ mệnh của mình thì bây giờ bạn sẽ tìm được con đường đi của mình, đó là nghề nghiệp. Nếu bạn tìm được nghề nghiệp của mình thì chắc chắn một điều, bạn sẽ tìm ra các cái kỹ năng mà mình có. Và nên nhớ, đừng bao giờ dựa vào một cái kỹ năng con của mình để chọn nghề. Như bạn bảo con có khả năng giao tiếp ạ. Theo bạn, thế nào gọi là có khả năng giao tiếp? Bắt đầu bằng cái từ có khả năng giao tiếp nhé. Và rất nhiều người nhầm lẫn là giao tiếp, năng lực giao tiếp với lại việc gì ạ? Hay nói và nói nhiều. Giao tiếp bản chất ở đây nó biểu hiện bằng cả ba thứ: giọng nói, nội dung nói, tức là cái phần ngôn ngữ đấy, và gì ạ? Hành vi. Và đặc biệt là hành vi. Và trong đạo Phật thì khi chúng ta giao tiếp với nhau, chúng ta có ba cái tầng giao tiếp cơ mà. Thực ra bạn hay nói là bạn giao tiếp phần thân thôi, nhưng thân của bạn nói ra cái gì mà nó có trí tuệ, nó cộng hưởng với người đối diện thì nó mới tạo ra cái gì ạ? Cuốn hút về mặt nội dung. Nhưng cuốn hút về mặt nội dung xong thì chưa chắc họ tin bạn, mà họ không hợp tác với bạn. Họ thấy bạn nói chuyện rất hay nhưng họ vẫn không hợp tác với bạn vì họ cảm giác nó không an tâm, vì họ không nhìn thấy giao tiếp bằng tâm từ bạn, mà người ta hay gọi bằng từ gì ạ? Chân thành. Vì vậy trong cuộc đời này khi giao tiếp nó phụ thuộc vào ba yếu tố. Một là thân, là giao tiếp, là cái phần hiển thị mắt thấy, tai nghe, nó gọi là tầng gì ạ? Tầng thô thiển thôi. Tuệ là cái phần gì ạ? Nói đúng, nói trúng và nói đúng tầm bậc. Tầng bậc mà của người đối diện mà họ muốn nghe và cùng tầng bậc với họ, thế là họ gì ạ? Họ thích nghe. Nhưng nghe xong để mà tên và họ làm theo mình thì chưa chắc, là bởi vì còn cái gì ạ? Cái tầng của tâm nữa cơ mà. Và khi tâm của họ không tên thì họ bảo nghe thằng Tuấn nói thì hay thôi nhưng mà không nên dùng. Nhưng nếu họ thấy đó là sự chân thành và ông này ông chia sẻ bằng chính cái giá trị trải nghiệm của ông ấy, và người ta phải cảm nhận được sự chân thành, thì người ta bảo là gì ạ? Được, mình cứ tin thầy đi, mình cứ làm đi, chắc là nó sẽ ổn thôi. Nhưng mà nếu mà tôi có giao tiếp hay, tôi có nói những cái câu chuyện rất là trí tuệ, nhưng các anh chị không tin thì anh bảo vào đây nghe thằng Tuấn nói chuyện cho vui, chứ các anh chị không làm, chắc chắn một điều là như vậy. Vậy thì tôi nói với bạn rằng bạn không được lầm lẫn giữa giao tiếp của phần thân, tức là việc hay nói, hay cười, thì bạn cho rằng đấy là khả năng giao tiếp. Mà có những người họ chẳng có khả năng giao tiếp nhưng ai cũng quý họ và ai cũng nghe họ, ai cũng tin họ. Còn có những người thì nói chuyện rất nhiều, đến đám đông nào cũng trở thành một cái người nổi bật trong đám đông, nhưng cuối cùng chả ai tin. Thế thì đấy là gì ạ? Đi ngược lại với cái khả năng giao tiếp, tức là khả năng giao tiếp tồi chứ không phải khả năng giao tiếp tốt. Cho nên là thầy khuyên con là đừng có quá tập trung vào định nghĩa cái khả năng giao tiếp của con làm gì. Cái câu chuyện thứ hai là gì ạ? Cũng không bám chấp vào một cái kỹ năng nho nhỏ như vậy, bởi vì kỹ năng giao tiếp chỉ là 1/100 trong các cái kỹ năng trở thành làm nghề giỏi mà thôi. Vậy thầy khuyên con có 3 bước phải làm và hành động ngay. 1. Đặt câu hỏi để làm gì để tìm ra sứ mệnh của mình. Nếu mình muốn là nhà tài phiệt về tài chính, bắt buộc bạn phải giỏi về tài chính. Nếu bạn muốn trở thành một người
số 1 Việt Nam về huấn luyện và đào tạo thì bạn phải trải nghiệm thật nhiều. Đừng sợ chết và cho đi. Bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một doanh nhân kiệt xuất của Việt Nam, bắt buộc bạn phải hiểu 6 mảng: nhân sự, tài chính, kinh doanh, chiến lược, pháp lý và vận hành. Thế thì bây giờ bạn phải xác định bạn là ai. Sau đó bạn gì ạ? Xác định một con đường để đi đến mình là ai. Sau đó gạch ra các cái kỹ năng. Giả sử để trở thành ai thì chúng ta cần 500 kỹ năng. Vậy bây giờ bạn thấy rằng kỹ năng giao tiếp của bạn nó còn giá trị nữa không? Nó chỉ là 1/500, nó không còn ý nghĩa nữa. Thế thì bây giờ ta mới thấy là lộ trình 5 năm lần thứ nhất ta hoàn thành bao nhiêu kỹ năng, 5 năm lần thứ hai ta hoàn thành và rèn luyện được bao nhiêu kỹ năng. Và như vậy sau hai cái 5 năm như vậy thì chúng ta có đủ kỹ năng để trở thành một cái mình là ai đấy, rất ra gì và này nọ đấy, kiểu như vậy. Thì bây giờ là gì? Bạn phải đi đến đích. Và bây giờ khi chúng ta bước đi một bước chân nào đều là một bước chân có giá trị vì chúng ta đang về đích. Còn nếu như chúng ta không có xác định cái đích của cuộc đời thì mỗi bước chân chúng ta đi dù nhanh hay chậm ta đều gặp rất nhiều rủi ro vì không biết chúng ta đang đi đúng đường hay đi lạc đường. Vậy thầy khuyên con, việc thứ nhất tìm ra sứ mệnh, việc thứ hai liệt kê tất cả các kỹ năng để gì ạ? Việc thứ hai tìm ra cái nghề, con đường để đi đến sứ mệnh. Việc thứ ba liệt kê ra tất cả các cái kỹ năng cần phải trang bị. Sau cái cuối cùng là gì ạ? Lên cái kế hoạch hành động trong từng thời khắc mà để chúng ta đạt được cái từng cái kỹ năng đó. Rồi, chúc con thành công. Và đặc biệt là học kinh tế đối ngoại là một cái ngành cũng khá rất cần thiết và hấp dẫn trong cái tương lai gần đấy. Thì chúc bạn thành công vì đó là một con đường khá rộng. Rồi ạ, cảm ơn bạn. Nhật Trường có đặt câu hỏi: thầy ơi cho em hỏi, hiện công ty em đang thất nghiệp làm 8 giờ nhưng mà hiện giờ có công ty khác đang tăng ca và tuyển người, em đang phân vân không biết có nên đi xin việc mới không ạ. Công ty em hiện giờ đang cắt giảm ạ, em đến tháng 9 thì đến hợp đồng ạ. Rồi ạ, Nhật Trường. Rồi, cảm ơn Nhật Trường đã đặt câu hỏi này. Việc đầu tiên thì thầy khuyên em thế này: một cái việc tốt hay xấu, tức là nếu mà đứng vào tâm em trước nhé, thì một cái việc tốt hay xấu thì bắt đầu bằng cái cảm nhận của em thôi. Về mặt quy luật, nếu em bỏ người ta lúc khó khăn thì không bao giờ em nhận được thuận lợi cả đâu. Bởi vì thế này, cái đồ thị của một doanh nghiệp, theo các anh chị chúng ta đang nghe Tuấn nói đây, thì các anh chị có tin rằng mọi doanh nghiệp đều bình yên trong suốt thời khắc cùng với thời gian không? Có doanh nghiệp nào đạt được cái điều đó không ạ? Thưa các anh chị, chắc chắn là không. Nó là một quy luật. Một doanh nghiệp có lúc thuận, có lúc nghịch. Không phải doanh nghiệp nào cũng cứ thuận buồm xuôi gió mãi. Nó giống như cái bút này mà Tuấn cầm vậy. Thả ra thì dứt khoát nó phải rơi. Nó là một quy luật. Thả ra nó phải rơi. Bạn có công nhận nó đúng hay sai thì bản chất nó vẫn đang diễn ra thôi. Vậy doanh nghiệp thuận lợi hay khó khăn, nó là một quy luật. Trong một thời khắc thì nó là một thời điểm cụ thể thì không nói, nhưng trong đường dài sẽ có lúc lên, lúc xuống, lúc thăng, lúc trầm. Vậy nếu bạn đang làm cho người ta mà lúc người ta gặp khó khăn bạn bỏ người ta, bạn đi, thì liệu rằng bạn sang công ty mới, bạn có tin rằng công ty mới nó cũng thuận buồm xuôi gió mãi không? Hay lúc khó khăn bạn cũng bỏ người ta, bạn đi,
Vậy thì cuộc đời này bạn bỏ đi đến bao giờ? Thay vì bỏ đi, tìm đến nơi mới có trái ngọt hơn, thì hãy học cách trồng cây ngay chính tại cái nơi này. Đừng bỏ đi, mà hãy cùng với người ta tạo ra những trái cây để chúng ta cùng hưởng. Bởi vì bạn bỏ sang kia, chắc gì trái cây đã ngọt hơn. Đấy là bạn đứng bên ngoài bạn trông thôi. Bạn nhìn cái quả chanh với quả cam, cái vỏ của nó xanh như nhau mà, nhưng ruột lại khác nhau hoàn toàn. Thậm chí quả chanh thì lớp vỏ nó còn đẹp hơn lớp vỏ quả cam mà. Nhưng bạn ăn thử chưa? Nếu ăn thử bạn sẽ thấy nó chua loét ngay lập tức. Cho nên hãy tìm cách trồng cây chính nơi này, đừng đi đến nơi khác để tìm quả ngọt nữa. Và chúng ta có hai suy nghĩ, chúng ta nhìn thấy rõ hai luồng suy nghĩ. Người Việt Nam có hai nhóm suy nghĩ. Một nhóm là nhóm gì ạ? Nhóm săn bắt, hái lượm, tức là sống theo kiểu nguyên thủy, chỉ loanh quanh trong cuộc đời để đi tìm chỗ nào thuận buồm xuôi gió, trái cây có sẵn để mình hái. Nhưng thưa với bạn, hết thời kỳ nguyên thủy rồi. Còn nhóm thứ hai là nhóm gì ạ? Trồng cấy. Họ đến nơi nào, thay vì họ tìm cách săn bắn cái nơi đó, hái lượm nơi đó, thì họ hãy trồng cây và họ hưởng trên cái gì ạ? Cái thành quả của họ lao động. Vậy lời khuyên của tôi, bạn không rời bỏ nơi đó bạn đi. Còn nếu bạn gì ạ? Chắc ẩn một cái điều là có khi doanh nghiệp này họ nuôi mình, họ cũng gặp phải khó khăn, thì có khi mình bỏ đi lại là đỡ một gánh nặng cho họ. Thì tại sao bạn không đến bạn gặp, bạn hỏi họ? Còn khi bạn đặt vấn đề là em muốn rời đi vì bên này có 8 tiếng còn bên kia làm thêm giờ, thì rõ ràng bạn đang có vấn đề về mặt gì ạ? Tâm của mình. Còn nếu mà bạn ra đi vì gì ạ? Công ty này hiện nay rất là khó khăn, họ đang phải nuôi 400 người, mà bác chủ doanh nghiệp bác ấy rất là tốt, bác không nỡ đuổi mình đi. Trừ khi mình tự nguyện mình đi, thì bạn hãy gì ạ? Đến hỏi người ta có đúng là tình trạng như vậy không? Và nếu tình trạng như vậy thì bạn đi, bạn giúp cho người ta gì ạ? Đỡ một gánh nặng. Vì họ không có việc, họ vẫn phải gì ạ? Họ rất là tốt, họ vẫn phải trả lương cho bạn. Ví dụ như thế, thì bạn sẽ rời đi, thì điều đó nó sẽ tốt cả cho họ, tốt cả cho bạn, và tốt cả cho doanh nghiệp mới. Và tôi nhắc lại, triết lý vận hành của Đạo Phật là lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Nếu một trong các bên không có lợi thì có nghĩa là mình đang gây nghiệp. Và thế nào gọi là lợi? Lợi có nghĩa là tạo ra một cái cảm xúc vui vẻ và họ chấp nhận được đó là một cảm xúc gì ạ? Vui vẻ thì như vậy, đấy chính là lợi. Rồi, cảm ơn bạn. Chúc bạn vui vẻ và cũng có lợi sau câu hỏi này, sau câu trả lời này. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, mời cả nhà uống nước ạ. Cả nhà nghe có dùng được không cả nhà ơi? Cả nhà nghe có dùng được không ạ? Rồi. Dương Thế Thư có đặt câu hỏi: Thầy ơi, cho em hỏi, sinh con có phải tạo nghiệp không thầy? Bây giờ chúng ta quay trở lại là bản chất của chúng ta cũng xuất phát từ địa ngục, xong đi lên ngạ quỷ, xong rồi trở thành súc sinh, và giờ chúng ta trở thành người. Rồi nếu may mắn chúng ta tu tập tốt rồi thì chúng ta sẽ trở về gì ạ? Cõi của Thánh Atula. Rồi may mắn thì ta về trời. Rồi chúng ta gì ạ? Thoát khỏi sinh tử luân hồi. Vậy điều gì khiến chúng ta bước lên từng bậc thang được như vậy? Thì thưa với bạn, việc đầu tiên trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhờ chúng ta
rồi chúng ta gì ạ? Sửa sai thì rồi chúng ta bắt đầu có trí tuệ. Khi có trí tuệ thì nó vén cái mây mờ trước mắt chúng ta, và chúng ta mới nhận diện ra rằng cuộc đời này, cả cuộc đời này là thông qua lao động có tuệ sáng, và để sửa được tâm tốt thì chúng ta sẽ tiến hóa lên tầng cao hơn. Và tâm của chúng ta có 5 cái hàm lượng mà nó luôn luôn tồn tại trong con người mình, trong cái tâm của mình, đó là tham, sân, si, mạn và nghi. Và mỗi một thời khắc chúng ta sống, và khi trí tuệ chúng ta lên thì chúng ta không bị tham, sân, si, mạn, nghi nữa. Thì đó người ta gọi là tu được. Còn kiếm được rất nhiều tiền rồi mà vẫn tham thì bản chất là vơ được nhiều vật chất nhưng vẫn ngủ. Kiếm được gì ạ? Rất là nhiều tiền rồi nhưng mà không đi giúp đời, mà động cái là sân hận, đánh người khác, thì như vậy cũng tạo nghiệp. Có cuộc sống rất là hạnh phúc rồi nhưng mà si mê, yêu hết cái nọ, yêu cái kia, thì lại đạp vỡ mất cái hạnh phúc trong hiện tại của mình. Có rất nhiều tiền, có hạnh phúc rồi nhưng mà mạn, ngạo mạn, coi thường người này, coi thường người khác, thì cuộc đời mình đâu có vui. Rồi nghi ngờ, ví dụ như vậy. Vậy thì tóm lại là để chúng ta tiến hóa về tâm thì chính là cách mà chúng ta gì ạ? Loại bỏ những cái hạt sạn của tham, sân, si, mạn, nghi ra khỏi cái suy nghĩ của mình, thì người ta gọi là tiến hóa. Và bỏ được hết thì gọi là Phật. Nhưng để bỏ được như vậy thì bắt buộc chúng ta phải mượn cái đèn pin để soi tìm ra sỏi. Đó chính là trí tuệ. Nhưng cái đèn pin có sáng được hay không lại là do gì ạ? Cái thời gian sạc pin. Và cái thời gian đấy chính là thời gian lao động sửa sai. Và muốn lao động thì phải có thân xác. Không có thân xác lấy đâu mà lao động. Vậy rõ ràng nếu như chúng ta sinh con ra, như vậy chúng ta đã giúp cho gì ạ? Tạo ra một thân xác. Cha mẹ sinh người mà. Và cái nghiệp lực của bạn ấy là sẽ vào trong nhà mình. Và như vậy trời sinh tính. Như vậy đứa con mình sinh ra thì thân xác là do mình sinh. Toàn bộ cái nghiệp lực của nó là do trong vô lượng kiếp nó tích tụ, nó thành. Và nhờ cái thân xác mình sinh ra nó mà nó được gì ạ? Một cơ hội sống trên cuộc đời này. Sống trên cuộc đời này để tu tập. Như vậy mình đang tạo phước cho bạn ấy mà. Như vậy sinh con đâu có phải tạo nghiệp mà là tạo phước. Cho nên ngày xưa các cụ sinh đông con, mọi người sẽ nhận được câu họ câu gì ạ? Câu khen là gì ạ? Trời, phúc đức quá ạ. Như vậy rõ ràng là mình tạo ra gì ạ? Phúc đức. Và ngay kể cả bạn sinh ra phải một đứa con hư thì bản chất bạn cũng vẫn là phúc đức. Vì sao? Vì nếu không sinh ra nó hư trong thời đời khác này để nó nhận ra rằng khi nó hư như vậy thì cuộc đời của nó rất nghiệt ngã, thì giúp cho nó có cái tiếp sau nó tốt hơn. Như vậy giúp cho người ta nhận ra một thất bại, nhận ra một cái ngu cũng là phước đức mà. Chứ không phải là đẻ đứa con hư là vô phúc đâu. Chúng ta hiểu sai. Cho nên sinh con ra là tạo ra một cái nghiệp tốt cho bạn ấy, để giúp cho bạn có cái thân xác để bạn đi tu, để bạn gì ạ? Tiến hóa. Cho nên tất cả những kẻ được sống trên cuộc đời này có cái thân xác này mà quên đi thời khắc được sống và không tu tập là phí một đời người được sinh ra. Phí một đời người được sinh ra. Vì rất khó, không dễ gì được sinh ra trên cuộc đời này mà mượn hồng trần có cái thân xác này để tu đâu. Cho nên những kẻ tự tử là những kẻ nghiệp nặng lắm đấy. Có cơ hội được sống mà tu tập mà lại giết đi cái phương tiện của mình thì không khác gì một kẻ đi qua sông mà đến giữa sông chọc thủng con đò, thì kẻ đấy quá là vô minh.
Cho nên hãy yêu cái thân xác này, giữ gìn cái phương tiện này, vì nó là phương tiện giúp cho chúng ta lao động và gì ạ, tìm ra tuệ, và từ tuệ mới sửa được tâm. Hay chúng ta nói là gì, hãy giữ gìn thân xác này vì nó là phương tiện tu tập của ta. Vậy sinh con là tạo phước chứ không phải tạo nghiệp. Vì vậy chúc cho bạn hiểu đúng vấn đề để chúng ta an lạc và hạnh phúc, tránh bị ma mị và hiểu sai về đạo Phật. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn. Rồi, mời cả nhà uống nước ạ. Bạn Lê Tuấn Anh có đặt câu hỏi: Thầy ơi, em cũng thường xuyên nghe bài giảng về đạo Phật và các bài giảng của các sư thầy. Em nghe nhiều về các bài giảng về sự buông bỏ, em ngộ thanh thản, nhưng đôi khi em cảm thấy ngọn lửa làm giàu hay sự cố gắng giảm đi ạ. Thầy cho em xin lời khuyên ạ. Vâng, cảm ơn Lê Anh Tuấn. Việc đầu tiên tôi muốn chia sẻ cái khái niệm buông bỏ. Cái khái niệm buông bỏ. Buông là buông cái gì? Bỏ là bỏ cái gì? Buông là buông đi cái kiết sử, những cái định kiến. Buông là buông đi những kiết sử, những cái định kiến trong quá khứ. Ví dụ, trước nay trong đầu mình nhồi nhét toàn những thứ gì ạ? Âm mưu, tham lam đi cướp bóc tiền của thằng khác. Buông nó đi. Buông nó đi. Hai, trước nay trong đầu mình hàm chứa toàn bộ những thù hận. Ghét kẻ này, ghét kẻ kia, muốn trả thù để hả hê. Buông nó đi. Trong đầu mình đầy si mê. Em này, em kia, xe đẹp, xe xấu, nhà đẹp, nhà xấu. Buông nó đi. Mỗi một thời khắc, chúng ta thích đến chỗ đám đông để chém gió, để khẳng định mình, người ta gọi là ngạo mạn. Buông nó đi. Vậy, hãy buông cái quá khứ đi. Những cái quá khứ, những cái kiết sử mà nó làm mình đau khổ, hãy buông đi. Và gì ạ? Bỏ là như kiểu cai nghiện thuốc lá vậy. Bỏ tâm gì ạ? Tham, sân, si, mạn, nghi. Như vậy buông những cái quá khứ kiết sử, bỏ cái lòng tham sân si mạn nghi trong con người mình, người ta gọi là buông bỏ. Mà muốn buông bỏ hai thứ đó thì chỉ có thông qua gì ạ? Dùng thân xác này lao động, đúc kết, tạo ra trí tuệ. Có trí tuệ soi cho chúng ta nhìn thấy những hạt sạn trong tâm ta, tham sân si mạn nghi, để ta gắp nó ra khỏi cái thân xác này, gắp ra khỏi cái tâm này của mình. Và gì ạ? Biết cách bỏ đi những cái kiết sử trong quá khứ để hạnh phúc với hiện tại. Như vậy người ta gọi là gì ạ? Buông bỏ. Chứ không phải là buông bỏ là bỏ lao động, là buông tiền bạc. Hiểu sai hết. Vậy là buông đi quá khứ định kiến, bỏ đi cái tâm tham sân si mạn nghi, mà là để giải quyết được hai cái từ buông bỏ đó thì bạn phải gì ạ? Tăng cường lao động nhiều hơn để mở tuệ ra. Và nguyên tắc mở tuệ thì sẽ nhìn thấy tâm nó sáng. Nhìn thấy tâm của mình nó tối ở chỗ nào, nó còn sạn ở đâu, và gắp viên sạn ra. Thế là tâm nó trong vắt và nó sáng. Và nguyên tắc tâm mà nó sáng thì hành vi nó sẽ gì ạ?
tuyệt vời trí tuệ và hành vi trí tuệ thì tiền bạc ắt nó sẽ đến. Và đó là hệ quả của trí tuệ và tâm sáng. Cho nên người chỉ có, tôi mới nói rằng là gì ạ? Kẻ khôn vặt cả cuộc đời này nhé, bằng lưu manh và khôn lỏi chỉ kiếm được triệu đô thôi. Đấy là khôn lỏi. Kẻ nào có trí tuệ, biết tận dụng quy luật của kinh tế xã hội, có thể kiếm được 10 triệu đô, tức là 200 tỷ. Nhưng chắc chắn để có hơn 10 triệu đô thì ngoài tuệ ra, chắc chắn họ phải là người tâm sáng, họ phải có là người tử tế thì họ mới được hơn 10 triệu đô. Chứ còn những kẻ lưu manh lươn lẹo kiếm được triệu đô là khủng khiếp. Những người có trí tuệ để hiểu được quy luật chơi, có được 10 triệu đô là giỏi lắm. Nhưng có trên được 10 triệu đô bắt buộc phải là người tử tế mới kiếm được bằng đấy tiền. Thưa với bạn như vậy, cho nên bạn phải hiểu đúng từ buông bỏ. Đừng để cái từ ma mị ấy, người ta biến cái khái niệm rất là tuyệt vời ấy thành những thứ ma mị. Và tôi rất thương một số người sau khi hiểu sai, buông hết công việc, bỏ lên núi một thời gian về bị tâm thần, buông hết gia đình, ngồi trong phòng gõ mõ, bỏ cả thân xác này để kỳ vọng sang thế giới bên kia, làm gì có. Cho nên bạn phải hiểu đúng cái từ buông bỏ. Và chúc bạn hãy buông bỏ để tu tập mỗi ngày. Rồi, cảm ơn bạn. Chúc bạn sớm buông bỏ được, chứ không phải sớm rời bỏ lao động và bỏ đi khát vọng của trí tuệ. Rồi, cảm ơn bạn. Phạm Mạnh Hùng có đặt câu hỏi: thầy ơi, em bị nhiều người ghét và ganh tị vì quá nổi bật và ưu tú. Em cứ nghĩ trong đầu là kệ họ, việc mình làm, nhưng mà em vẫn bị lấn cấn và không thể không để ý. Cho nên tâm em đôi lúc bị những cảm xúc tiêu cực nó xâm chiếm. Em nên làm thế nào ạ? Em cảm ơn thầy. Trong cái quả mà bạn nói, bạn chia sẻ thì đã có cái nhân rồi. Em bị nhiều người ghét và ganh tị vì quá nổi bật. Vậy ganh tị là quả, quá nổi bật là nhân. Thay nhân thì gì? Đổi quả. Vẫn là nhân táo thì là quả táo. Nhân gì ạ? Là hạt lúa thì là cây gạo thôi. Đừng nổi bật trước đám đông thì sẽ hết những điều đó. Nhưng tại sao bạn vẫn nổi bật? Bạn đặt câu hỏi, không đừng giận thầy, nhưng chắc chắn em là người ngạo mạn. Nếu đi đâu mà em không phải là người nổi trội, em cảm thấy rất buồn, không có cảm xúc. Vì vậy em thích được tôn vinh. Đó là mẫu người ngạo mạn. Vậy thì vấn đề ở đây không phải tại họ, mà hạt ngạo mạn nó nằm trong tâm em rất lớn, nhưng em không đủ trí tuệ em nhìn ra. Vì đời mặt mũi vật chất của chúng ta còn có gương mà soi, còn tâm thì chỉ có tuệ ta với là tấm gương, với nhìn thấy tâm ta nó ở đâu thôi. Cho nên chắc chắn một điều, bạn là người ngạo mạn. Mỗi một ngày bạn gắp đi một chút ngạo mạn thì chắc chắn rằng mọi người sẽ yêu thương bạn ngay lập tức. Và khi bạn bỏ ngạo mạn đi, cái tâm gắp ra khỏi cái tâm bạn những cái hạt sạn ngạo mạn, thì chắc chắn rằng ngày mai bạn vẫn nổi bật trong đám đông, nhưng nổi bật trong yêu thương, nổi bật trong cái sự trầm, tĩnh, khiêm tốn. Chứ không phải nổi bật trong cái sự sôi nổi, trong cái sự xâm chiếm, trong cái sự khẳng định. Tất cả những kẻ nổi bật trong đám đông để khẳng định mình, để nói về những câu chuyện của mình, đều là những người không được thiên hạ yêu quý. Và nên nhớ,
Mỗi thời khắc trong giao tiếp, hãy quan tâm đến người đối diện hơn là quan tâm đến mình. Và những kẻ thích nổi bật thường quan tâm đến mình hơn là những người xung quanh. Cho nên, hãy lắng nghe họ nói. Hãy nói về những câu chuyện mà họ đang nói. Hãy nói về những vấn đề mà họ đang cần giải quyết. Hãy nói về họ. Ngày nào bạn muốn nổi bật, thì trong suốt một cuộc nói chuyện, bạn sẽ nói về mình. Đừng cho đến lúc chính họ muốn nói về mình thì mình hãy chia sẻ, nhưng cũng không nên sa đà. Tóm lại, hãy tập trung vào vấn đề của họ. Nếu như họ cần giải quyết, hãy tập trung vào hạnh phúc của họ. Nếu như họ đang hạnh phúc, còn bạn muốn nổi bật thì bạn hãy tập trung vào vấn đề của mình. Nhưng chắc chắn người khác sẽ không hạnh phúc và họ sẽ không thích bạn, chứ không phải họ đố kỵ, họ ganh ghét đâu. Và nhờ chính vì cái tâm của bạn nó như vậy, cho nên bạn nghĩ rằng họ đang ganh ghét mình, chứ thực ra cái tâm của mình nó nghĩ vậy thôi, chứ thực ra họ không có nghĩ vậy. Vì vậy là người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Tâm mình mà buồn, mình nhìn cảnh nó buồn, chứ thực ra cảnh nó có buồn mẹ đâu. Tâm nó điều khiển tuệ, tuệ nó điều khiển thân, thân nó tiếp xúc với xúc cảnh và nó kết luận xúc cảnh, chứ xúc cảnh nó vẫn thế thôi mà, nó có khác gì đâu, chỉ do tâm ta nó biến động. Cũng như ánh trăng và mặt trời vậy, ánh trăng và mặt trời trong một thời khắc nó đâu có khác nhau. Nhưng nếu mặt nước nào mà sao động thì trăng và mặt trời trong mặt nước đó nó cũng chồm lên, chồm xuống. Nếu mặt nước nào trong vắt và tĩnh lặng thì trăng và trời trong cái đáy nước ấy nó cũng tĩnh tại. Vậy thì bản chất tâm ta chính là gì ạ? Những cái hồ nước nó có được trong, nó có được tĩnh hay không? Thì sự vật hiện tượng nó vào trong tâm ta nó đúng như vậy nhá. Và chúc cho bạn hãy là mặt hồ, những cái mặt nước trong vắt để đón nhận tất cả những xúc trần trở nên tĩnh tại, yêu thương. Rồi, cảm ơn bạn. Nguyễn Phú Hà có đặt câu hỏi: thầy cho em hỏi, để xây dựng đội nhóm mạnh, em cần phải chuẩn bị những yếu tố gì ạ? Vâng, việc đầu tiên, thế nào gọi là mạnh? Thế nào gọi là đội nhóm mạnh? Chúng ta phải cái định nghĩa như vậy. Đội nhóm mạnh bao gồm hai yếu tố. Một là đội nhóm ấy cùng đi về một đích, tất cả đều mong muốn về một cái đích. Còn nếu tôi muốn ném một viên đá đi, nhưng mà đồng đội của tôi giật tay tôi lại, chắc chắn đá nó rơi ngay sát tôi, thậm chí nó còn rơi vào chân tôi. Nhưng nếu hai người cùng muốn về đích, tức là ném viên đá đó ra xa, thì khi tôi ném, bạn ấy đằng sau bạn đẩy tay tôi đi một nhịp, thì viên đá đấy nó còn đi xa nữa. Nó gọi là cộng hưởng. Vậy nguyên tắc đầu tiên của một đội nhóm mạnh chính là nhìn về một hướng. Mà nhìn ở đây là tâm nhãn, cũng không phải tuệ nhãn, mà cũng không phải thân nhãn. Thân nhãn là nhìn, là nhìn bằng vật lý này thôi. Tuệ nhãn là gì ạ? Có cùng trí tuệ giống nhau thôi. Nhưng tâm nó mới là quan trọng. Tâm nó muốn điều gì? Cho nên trong một hệ thống, một nhóm người chơi mà cái mong muốn khác nhau, thì chắc chắn rằng hội đó sẽ tan rã. Nó chỉ cộng hưởng với nhau vì một mục tiêu ngắn hạn, xong rồi đường ai lấy đi. Nhưng nếu họ vì cái tâm, nó chung nhau một cái tầm nhìn, một cái tâm,
một cái đích đấy, thì chắc chắn là họ sẽ đi với nhau rất lâu dài và nó sẽ cộng hưởng được. Cái đấy tôi gọi là tầm nhãn. Vậy tất cả anh em cùng mong muốn đi về một đích thì đấy là điều kiện đầu tiên để tạo ra đội nhóm mạnh. Và tất nhiên đến bước thứ hai với là tuệ nhãn, và tất cả anh em đều giỏi trên cái con đường mục tiêu ấy, thì như vậy nó là khủng khiếp. Đi cùng về một hướng mà toàn các võ tướng thôi, toàn tướng giỏi thôi, thì chắc chắn đội nhóm ấy là đội nhóm mạnh. Vậy chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân thế nào là một đội nhóm mạnh đã, khái niệm thế nào đội nhóm mạnh đã, thì ta mới có cơ hội xây được một đội nhóm mạnh. Vậy bắt đầu từ cái việc làm thế nào, bạn đặt sẽ đặt câu hỏi làm thế nào để tất cả anh em muốn đi về một hướng. Tôi lấy ví dụ như trong nhà hàng, thường là các nhà hàng trả lương cứng cho các bạn bồi bàn, cho bảo vệ, thậm chí cho cả đầu bếp. Một số doanh nghiệp, một số cái có năng. Thế thì mọi người, tôi mới phân tích thế này nhé. Đông khách thì ai vui? Bà chủ vui, ngồi vắt chân lên đùi hát: chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Ai buồn? Tất cả nhân viên đều buồn, từ trông xe, đầu bếp, chạy bàn, tất cả đều mệt rã rời và rất là buồn vì lý do hôm nay làm rất mệt. Như vậy cái mong muốn của bà chủ và mong muốn của nhân viên là gì? Bị xung đột. Ngược lại, nếu ngày hôm nào không có khách, tất cả anh em nhân viên nó ngồi nó vắt chân lên rìa đầu gối nó hát: chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Thế còn bà chủ thì làm sao ạ? Nhăn mặt và đau khổ. Vậy thì rõ ràng ngay khi bạn xây dựng chính sách rồi thì công ty ấy đã không thành một đội nhóm rồi, mà công ty ấy đã thành hai phe phái xung đột nhau. Vậy làm thế nào để không xung đột? Thì phải xây dựng cơ chế khoán. Và nếu biết cơ chế khoán thì các anh chị có thể học siêu quản trị, khoán cả công ty để nhờ một số biến mà chúng ta định hướng tất cả anh em cộng hưởng để nhìn chung về một đích. Đấy là điều kiện đầu tiên để trở thành đội nhóm mạnh. Toàn những người yếu nhưng họ đồng lòng, họ cũng muốn về một cái đích đó thì trở thành một đoàn quân cướp bạn. Nhưng toàn những thằng to như con voi, những buộc đuôi vào nhau, xong mỗi thằng muốn đi một hướng thì mấy con voi đấy con kiếm nó đốt cũng chết. Đấy là yếu tố đầu tiên. Thứ hai, sau khi họ muốn về cùng một đích rồi thì chắc chắn một điều rằng trên đường đi, người giỏi họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm với người yếu kém, và tự họ sẽ loại bỏ những người yếu kém và lựa chọn những người tốt hơn vào đoàn quân của họ. Và ta sẽ không phải làm gì cả, ta chỉ cần đứng ngoài và biết tổ chức là cuộc chơi sẽ có một đội nhóm mạnh. Vậy tóm lại, hãy xây dựng luật chơi để tất cả cái anh em của chúng ta đều chung một muốn, mong muốn, đó là mong muốn của gì ạ? Của tập thể. Câu chuyện thứ hai là từ đó bắt đầu chúng ta với gì ạ? Xây dựng những cái chương trình đào tạo cho đội nhóm, cho anh em của chúng ta để họ nâng trí tuệ lên. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đạt được hai điều. Một là anh em đồng lòng đi về một hướng. Hai là gì ạ? Chúng ta sẽ nâng tuệ cho nhau mỗi ngày. Thì bây giờ toàn những người giỏi và để mong muốn về một đích thì nó khủng khiếp thế nào? Và đó chính gọi là gì ạ? Đội nhóm mạnh. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Hơi có vẻ thiên về kinh doanh rồi đấy. Yeah, rồi. Ok. Đâu rồi anh Lộc ơi, sao anh lại ghim cái chương trình hội thảo? À, chắc là bạn ý muốn tôi nhờ tôi thông báo với cả nhà là có cái hội thảo chiến lược nhân sự tại Hà Nội ngày 21 tháng 7 và tại Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 7. Thì tôi có chia sẻ với mọi người về chiến lược nhân sự 21 tháng 7 tại Hà Nội và 23 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, là chia sẻ về chiến lược xây dựng mô hình nhân sự, chiến lược nhân sự
và các bước để đóng gói một hệ thống giúp cho nhân bản hệ thống tự động thông qua luật chơi, thông qua gì ạ? Cái chiến lược phát triển nhân sự. Rồi, ok. Như vậy tôi nhắc lại là ở Hà Nội vào ngày 21 tháng 7, ở Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 7. Và các anh chị có thể đăng ký tại đây. Và chương trình quảng cáo của anh Lộc đến đây là kết thúc. Kính mời anh Lộc quay trở lại ghim lại câu hỏi cho em. Vâng, mời anh Lộc. Đấy, khổ lắm cơ. Em cũng làm thuê cho hệ thống nhưng mà các bác thỉnh thoảng nói này xong bắt đầu là nó thấy thầy không làm quảng cáo, nó lại bắt thầy phải đọc quảng cáo này, nó ghim bố lên đây không có câu hỏi mà. Thế là không có câu hỏi thì bắt buộc phải đọc quảng cáo thôi. Này nó khôn lắm. Rồi. Mời cả nhà uống nước đã. Vâng. Minh Long có đặt câu hỏi: thầy cho em hỏi, để giảm bớt tính tự ái trong mình phải làm như thế nào ạ? Em có luyện tâm cho mỗi ngày một tốt hơn, thầy chỉ hướng cho em với ạ. Em cảm ơn thầy và mọi người. Tự ái thì trong tâm mình có ba cái, có năm cái phần đấy, năm cái thành phần là tham sân si mạn nghi. Là tự ái là mình ngạo mạn, là mình ngạo mạn. Ví dụ như là mình thì mình định vị lúc nào mình giỏi, như vậy thằng nào nó chửi mình ngu là mình ức. Nhưng chỉ cần mình định vị là mình ngu thôi thì nó chửi là mình gì ạ, nó chỉ cho mình cái sai thì mình vui lắm. Nhưng mà mình chỉ cần nghĩ là tao giỏi rồi, mà thằng nào chỉ cần nó lôi mình ra nó chỉ thì bố mình điên thôi. Nhưng mà mình đang nghĩ là mẹ mình ngu quá ra, ước gì có thằng nào nó chỉ cho mình thì nó chỉ cho cái vui lắm. Như vậy bản chất là bạn hay có tính tự ái, là nguyên nhân nó nằm ở gì ạ? Cái tâm ngạo mạn. Làm nào để sửa được cái tâm này? Chị, đủ nắng hoa sẽ nở thôi. Tức là để đời nó vả. Nó vả cho đến một ngày nào đó mình mới phát hiện ra là gì? Phải bỏ tính tự ái đi. Chứ còn ngày nào còn giữ cái tính này thì đời mình nó còn khốn nạn. Từ cái chỗ mạng bắt đầu nó mới sinh ra gì ạ? Tự ái. Từ tự ái nó mới sinh ra, nó mới xuống cái tầng thấp hơn là sân hận. Xong từ sân hận bắt đầu nó ảnh hưởng đến phần thân luôn. Vì nguyên tắc là cảm xúc nó ảnh hưởng đến khí mà. Ví dụ như là cảm xúc của mình tiêu cực, mình ức chế thôi, là cái hơi thở của mình nó rất là khó thở. Cảm xúc của mình mà nó gì ạ? Thăng hoa. Thở nó gì ạ? Sướng lắm, hốn hề. Đấy, thì bạn hình dung như vậy. Thì để luyện được cái này thì thưa bạn chả cách nào luyện được cả. Mà nếu không thì theo kiểu quan điểm của nhà Phật ấy, mà luyện được mà tôi xui bạn thì chắc bạn cũng không làm đâu. Để nhà Phật mà luyện được cái tâm ngạo mạn thế này này, thì ông biết là nhà Phật họ bắt làm cái gì đâu. Nhà Phật họ bắt đi xin ăn. Đấy, bây giờ ông cứ mặc cái áo vàng theo đạo Phật nguyên thủy đấy, mặc cái áo vàng vào, xong rồi là đi đôi guốc, xong rồi là cứ 3 phút bước bước, xong lại quỳ lạy đường bước, xong đặt cái bát xuống xin ăn. Và ông kiên trì ông đi cho tôi khoảng 1 tháng như vậy, tôi cá với ông luôn, về hết ngạo mạn, hết tự ái này. Nhưng mà xui ông vậy, ông bảo là thầy bị điên này, thầy xui em kiểu này thì có khác gì hại em chứ còn dạy gì. Nhưng mà thật sự ông phải làm như thế. Hoặc là bây giờ ông thuê tôi, hoặc là thuê thằng cu em ấy, độ khoảng 30 triệu một tháng, nó không đi làm nữa. Và mỗi ngày nó tìm cho ông một đứa đến để nó chê ông. Ông ngồi một chỗ và bắt đầu nó tìm ra những cái điểm yếu, cả họ nhà mình đến, mỗi thằng nó chửi ông một đoạn. Và đến lúc ông nghe tất cả những cái thứ mà tệ hại của mình thì ông mới mở mắt ra. Và bây giờ ông mới hết tự ái. Còn nếu như mà thỉnh thoảng mà gì ạ, một giọt nước, một giọt nước, một giọt nước nó nhỏ lên người ông thì có muôn đời cũng không bao giờ hết ghét được, hết đi cái bụi bẩn, nó bụi trần nó bám lên người mình được, nó không hết được cái định kiến. Thế trên trong đạo Phật rất là dã man này. Đạo Phật bắt gì? Đức Phật bắt phải đi xin ăn.
để bỏ cái tâm ngạo mạn. Cho nên là thôi, bạn phải luyện thôi. Còn nếu mà muốn luyện nhanh ngay như ngày mai thì cầm cái bát đi xin ạ. Thôi thì đi đến cái vùng mà không quen biết ai cũng được, đi xe máy đến, đúng không? Và xin ạ. Nếu mà họ cho nhiều tiền thì thôi, xin ít thôi, bạn xin đủ ba. Chứ lại không lại thấy xin ăn lại có tiền lại ngạo mạn hơn, là đến tao làm thằng ăn xin cũng thành công, thì cuối cùng lại còn ngạo mạn hơn cơ thì nguy hiểm quá. Rồi, chúc bạn là sớm bỏ được những cái thứ đó, bởi vì bỏ được nó chính là bạn đang tìm đến cái sự an lạc trong đời sống. Tôi cảm ơn bạn. Quốc Bảo có đặt câu hỏi: thầy ơi, thầy có thể giảng về tính không trong đạo Phật và nó có ảnh hưởng gì đến thân tâm tuệ của mỗi người không? Em cảm ơn thầy. Tính không trong đạo Phật thì bản chất là chính là tìm về nhất thể. Nào, cái chén này, cái ly này, bản chất nó có phải là cái ly không ạ? Không, nó là đất nung mà. Vậy thì hàng ngày ta gọi nó là cái ly, ta gọi bằng cái gì ạ? Bằng hình tướng hay ta gọi bằng bản chất? Bằng hình tướng, bằng công năng sử dụng nên gọi nó là cái ly. Nhưng ngày mai thì tôi dùng cái này để tôi đựng mấy hạt kim cương chẳng hạn. Thế thì chúng ta gọi là gì ạ? Cái ly đựng kim cương. Nhưng hôm nay đang dùng để uống trà thì gọi là ly trà. Nhưng bản chất có phải là nó không? Không, nó vẫn là cái ly này, nhưng bản chất cái ly này cũng không phải là nó, mà nó nào là đất bùn. À, bắt đầu đến, bắt đầu nó phức tạp đấy nha. Nào, tôi hỏi Tuấn có phải tên của tôi không? Nghe thì là có đúng không? Nhưng bản chất là không. Bởi vì có phải mỗi tôi tên là Tuấn đâu, mà Tuấn là tên của tôi. Nếu là của tôi thì mình tôi chứ. Ví dụ đất là của ông thì mình ông sở hữu chứ, sao này đất của ông lại nhiều thằng sở hữu thì đâu gọi là đất của ông. Ông gọi là vợ của ông mà rất nhiều thằng dùng thì đâu gọi là vợ của ông. Thế là vợ của cộng đồng chứ. Tại sao mình cứ gọi là tên tao là Tuấn? Hay là gì ạ? Tên Tuấn là của tao. Chính vì chúng ta không có tính không, cho nên nó mới sinh ra gì ạ? Tâm sở hữu và chấp pháp. Thế thì người ta gọi là cốc uống nước cũng được, người ta gọi là đất nung cũng được, người ta thích gọi là cái gì cũng được. Nhưng mà tôi chỉ cần bảo đưa cho bố cái gì để uống nước được thì thằng Hiếu nó biết nó mang cái gì để uống nước được. Rồi tiếp tục ạ. Nhưng đất nung thì bản chất đất có phải là đất không? Đất nó cũng không phải là đất, nó là hạt gì ạ? Hạt silic hoặc rất nhiều các hạt khác trộn lẫn với nhau, nhưng bản chất là các phân tử của các chất khác nhau nó gom lại và lấy silic làm gốc thì nó tạo ra đất. Nhưng rõ ràng silic với sắt thì mình gọi nó khác nhau vậy thôi, chứ bản chất nó vẫn cấu hình từ ba thành phần là gì ạ? Neutron, proton và electron. Và do cái cách sắp xếp neutron, proton và electron khác nhau mà nó tạo ra gì ạ? Các chất khác nhau mà thôi. Vậy bản chất nó vẫn chung một cái gốc mà. Xong cuối cùng, proton, neutron và electron nó có khác gì nhau không? Xem ra thì nó khác nhau, nhưng cuối cùng nó cũng có khác nhau đâu. Nó làm từ hạt quắc. Với các hạt quắc sắp xếp khác nhau thì nó ra electron, ra proton. Và bắt đầu chúng ta thấy nó phức tạp rồi đúng không? Tư duy nó rất là phức tạp. Và tất cả những thứ vào ngoài người ta gọi là hình tướng. Và càng vào bên trong
nó càng nhỏ, 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 nhỏ dần. Vì vậy khi đi nghiên cứu con người để chữa bệnh, người ta phải nghiên cứu đến tế bào thôi. Chứ ai bỏ thằng người để nghiên cứu được. Người ta nghiên cứu tế bào, và đến bây giờ người ta tập trung vào tế bào gốc, là tế bào gốc, là tế bào đẻ ra tế bào. Bắt đầu người ta tập trung về tính không, có đúng không? Và chúng ta hay tập trung vào hình tướng, cho nên chúng ta chấp. Chúng ta chấp. Cho đấy ví dụ, đi từ nhà tôi mà lên Hà Nội, đến Hồ Hoàn Kiếm, thì đi đường nào thì đi cũng được mà. Sao nhất thiết phải đi đường nào? Đi cùng về Hoàn Kiếm là được mà. Thì chúng ta ngồi chúng ta cứ cãi nhau đến đường nào, đi đường nào, đi đường nào, cần phải cãi nhau. Ví dụ đi mà tập trung hô mà đi nhậu chẳng hạn, một lớp đi nhậu nó đông quá thì chỉ cần cho địa chỉ anh em đến thôi, mà cần thì phải nói đường, có khi nói đường là nó lại đến lâu hơn. Thế chúng ta hay chấp vào cái pháp, chấp quá nhiều vào hình tướng, chính vì vậy nó mới sinh ra nghiệp. Chúng ta không nhìn thấy tính không bên trong của sự vật hiện tượng, và trong con người mình cũng vậy. Thân mình có phải là của mình không? Không, nó đâu phải là của mình. Bố tôi bị thương mất ba ngón tay. Tôi hỏi bố tôi là cơ thể của bố có phải của bố không? Bố tôi bảo có chứ, nó là của tao chứ là của ai. Tôi bảo đúng rồi. Vậy thưa bố, tại sao vậy? Ngày xưa bố mất ba ngón tay này, thì trước khi mà nó mất ba ngón tay, bố bị thương ấy, thì ba ngón tay là của bố hay là của ai? Tôi bảo tất nhiên là của tao chứ. Sau khi nó bị lìa ra khỏi tay bố, nó có phải là của bố hay của thằng khác? Tất nhiên là của tao chứ. Tôi hỏi bố tôi, và bây giờ nó nằm ở đâu? Nó là của bố thì nó nằm ở đâu? Bây giờ nó đang nằm ở đâu? Bố tôi bảo tôi biết đâu được nó ở đâu rồi chứ. Và vậy thì bây giờ đâu nó đâu còn phải là của bố nữa. Có khi nó tan vào trong đất, có khi người ta lại trồng cây, có khi là nó thành phân, xong người ta lại bón phân cho cây rồi chứ. Đâu phải của bố. Vậy thì rõ ràng là chúng ta hay chấp vào hình tướng, chúng ta nhận là của ta, thân đâu ta đâu có phải của ta. Tiền của ta nó có phải của ta không? Không, nó chỉ là của ta khi ta tiêu nó và ta trải nghiệm nó. Còn tiền của ta mà cất vào giấy báo và cất trong tủ thì tiền của ta nó cũng như tiền của thằng hàng xóm. Vậy bản chất tiền nó có tính không? Tiêu đi. Nhưng mà nếu mà mình chấp vào pháp, mình giữ tiền thì mình nghĩ nó có, thì chấp vào pháp. Thì bây giờ chúng ta lại bị xa vào cái câu chuyện là gì? Giữ vật chất và trải nghiệm nó mới mang đến hạnh phúc cho ta. Trải nghiệm nó mới tạo ra bài học cho ta, chứ giữ tiền không tạo ra bài học cho ta. Thế giữ tiền thì không có tuệ, và tiêu tiền mới có tuệ cơ mà. Và tuệ mới là gốc mà chúng ta cần cơ mà. Nó gọi là tính không. Vậy thì tóm lại là trong con người có tính không. Khi nào mà tham sân si mạn nghi nó bỏ hết, bạn sẽ cảm nhận được gốc nó nằm ở đấy không. Tất cả những thứ tay chân, rồi lời nói, rồi mắt mũi, nó chỉ là pháp. Cái bàn, cái ghế nó chỉ là pháp. Vật chất nó có tính không, con người có tính không, vũ trụ có tính không. Và áp dụng tính không trong đời sống nó rất là hay. Bạn sẽ bỏ tất cả những định kiến và an lạc, bạn không chấp vào pháp nữa. Ví dụ tôi lấy ví dụ áp dụng trong đời sống này để thấy tính không này. Ví dụ dân Nam Định nói tục, dân Hà Nội thì thanh lịch. Những suy cô cho cùng, thanh lịch hay là nói tục nó cũng đều là một cái phương tiện để truyền tải cái nội dung cảm xúc mà người nói mang đến cho người nghe. Vậy thì chẳng qua là những cái pháp ở các vùng miền nó khác nhau, nên cái cách truyền đạt, người ta sống ở đấy lâu thì người ta theo cái pháp đấy mà thôi. Vậy pháp nó có xấu không? Không. Và quan trọng nhất là cái tâm của họ muốn truyền đi cái gì. Điều đó mới là quan trọng. Nhưng nếu như bạn là người không có tính không, tức là bạn toàn ở cái vòng ngoài thôi,
bạn toàn là tập trung vào hữu hình thôi, thì bạn ngay lập tức bạn chả học được cái điều gì sau một cái bài học người ta nói chuyện, mà bạn sẽ tập trung vào ngôn từ người ta dùng. Và cuối cùng kết thúc một cái hồi ra về, bạn chỉ toàn là gì ạ? Tính có thôi. Bạn tập trung không tập trung vào cái bên trong, mà bạn sẽ tập trung vào cái bên ngoài. Đó là những cái sai lầm. Đó là những cái sai lầm. Và đi về thì rất nhớ những cái thứ mà tiêu cực và không nhớ được những thứ tích cực mà người ta nói. Đấy, tôi lấy ví dụ như thế. Thì bạn áp dụng cái tính không, tính có trong đời sống. Và khi mà người ta có tâm không rồi, trong con người có tâm không, trong vũ trụ có những cái khoảng không, có nguyên tắc những cái chỗ không đấy, tuyệt vời. Nó như một mảnh vườn tươi mát vậy, bạn trồng cái gì vào đấy cũng được, tuyệt vời lắm. Còn khi nào bạn cái gì bạn cũng có thì cuối cùng bạn chẳng có được cái gì nữa, vì có cái gì đâu mà bỏ vào. Rồi, ok, nó hơi trừu tượng và hy vọng mọi người nghiên cứu cái này sâu hơn. Rồi, cảm ơn. Tân Diệp Tuấn có đặt câu hỏi: thầy cho em hỏi ạ, trong cuộc sống cái gì là gốc, cái gì là ngọn? Và mọi vấn đề trong cuộc sống, nếu ta hiểu được cái gì là gốc, cái gì là ngọn thì sẽ giải quyết mọi vấn đề không ạ? Quá đúng, thưa Tân Diệp Tuấn. Nhưng thưa với bạn, một người học giỏi toán sẽ khó giỏi được cuộc sống. Chính là đó. Bình thường chúng ta chỉ giải được một hệ phương trình ba biến. Nếu có ba phương trình, chúng ta giải được hệ phương trình hai biến. Nếu có hai phương trình, hệ phương trình đấy có hai phương trình. Chúng ta chỉ giải được phương trình một biến nếu có một phương trình, đúng không ạ? Như vậy, và khi mà chúng ta nói đến toán học hay vật lý thì phần lớn chúng ta nói đến chuỗi, có nghĩa là nó theo một đường thẳng. Cái nào là gốc, cái nào là ngọn, nó rất rõ. Nhưng nó đau khổ một thứ, tại sao con người ta luẩn quẩn, và Đức Phật gọi là luân hồi. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống nó lại đi đường vòng, nó đi một vòng tròn khép kín. Có phải thuở bé chúng ta đi học, chúng ta được học là gì ạ? Dưa chuột là ruột, dưa gang là nàng, dưa hấu là cậu, nô ngô, nô cô là cô, đậu lành là anh dưa chuột lại là ruột dưa gang. Nào, vậy cái nào là gốc, cái nào là ngọn? Thế, tiếp tục. Gà và quả trứng, con gà có trước hay quả trứng có trước? Nó lại là luân hồi. Nào, cái gì có trước, trả lời. Không biết. Nó nằm ở chỗ đó. Vậy, thưa với bạn, về mặt đích đến thì trong đạo Phật chỉ cho chúng ta rất rõ, nó là đường thẳng. Chúng ta phải đi từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, súc sinh người, Atula và trời. Sáu cái nấc thang đi lên. Và để chúng ta bước chân lên cái nấc thang mới, chính là cái tâm của chúng ta bỏ được gì ạ? Tham, sân, si, mạn, nghi, nó quay về tính không đấy. Khi nào trong cái tâm của mình đúng là tâm không thì thành Phật. Nhưng để có tâm tốt, bây giờ giả sử thôi, mình đang ở dưới chân thang, mình đang ở cái tầng người chẳng hạn, mà bỏ tham. Bỏ tham, không tham nữa. Nào, liệu có hết tham không? Bỏ tham nó còn tham hơn. Vì sao? Trong đạo Phật, Đức Phật đã dạy cái đấy gọi là tham thiền, tu tham. Đừng biết đến đạo Phật thì thôi, biết đến đạo Phật tu lại muốn thành Phật ngay. Bắt đầu ngay lập tức đã xuất hiện hạt nhân của tham, ngay lập tức rồi. Và tối mắt tối mũi vào tu mà. Muốn sang Tây Phương Cực Lạc,
tham ngay lập tức. Rồi là gì ạ? Sân, si, mạng, nghi. Và cứ bỏ được tham, sân, si, mạng, nghi chừng nào thì chúng ta sẽ bước được tiến hóa lên gì ạ? Từ địa ngục lên ngạ quỷ, lên súc sinh, lên người, lên Atula, lên trời và thiên phật. Sẽ lên dần. Đích thì thấy rồi đấy. Công thức có rồi đó. Cũng giống như là cái bóng hydro vậy, nó bay lên không trung và ở dưới nó cõng một cái cục đá, năm cái cục đá tham sân si mạn nghi. Mình mài được cục đá nào nhỏ đi tí nào thì gì ạ? Cái bóng bóng nó lên cao một chút đó. Mài đến đâu nó cao đến đó và mài hết không còn tí đá tham sân si nào nữa, nó bay thẳng về trời. Nó tương tự như vậy. Nhưng làm thế nào bỏ được tham sân si mạn nghi trong tâm mình? Bắt đầu chúng ta phải xuất hiện, nó như tay trái rửa cho tay phải. Có tuệ thì mới biết làm việc gì tốt. Còn nếu không có tuệ mà tưởng làm việc này tốt nhưng hóa ra việc đấy là việc xấu thì lại gây nghiệp. Gây nghiệp thì lại gì ạ? Phải đi trả nghiệp, tức là tuệ của mình lại tập trung vào cái việc đi giải quyết những cái vấn đề lòng vòng mà mình đã gây ra trong quá khứ. Và đời sống đang diễn ra như vậy mà. Tức là nhá, hôm nay mình tưởng là cho vay tiền thằng bạn là tốt, nhưng do mình ngu quá, mình không có thẩm định nó làm ăn cái gì, thế mình cho nó vay, xong nó làm mất tiền, nó có tiền trả mình, thì bắt đầu nghiệp nó xuất hiện. Là suy nghĩ của mình chỉ tập trung vào tìm cách gì ạ? Đi tìm nó để đòi. Thế có phải cái hành động ngày hôm nay mình gây ra thì sẽ làm cho suy nghĩ của mình định hướng vào ngày mai không? Nhưng rõ ràng mình tưởng đấy là việc tốt mà, chứ mình đâu biết nó xấu. Nếu xấu mình làm gì mình đã làm? Cho nó vay tiền, sau đi nó trích, nó sốc thuốc nó chết. Thế là nghe tin nó sốc thuốc nó chết, việc đầu tiên biết ngay là lỗi tại mình, thế là phi đến để trả nghiệm. Vậy thì những cái việc của mình làm ngày hôm nay thì đôi khi chúng ta tưởng là tốt nhưng có khi là xấu. Vậy muốn biết tốt, làm tốt thì phải có gì ạ? Có tuệ. Nhưng con đau khổ là muốn có tuệ được thì tâm nó lại phải định. Cho nên nó như hai cái chân bước này, nâng tuệ lên một tí thì tâm nó lên được một tí, nâng tuệ lên một tí thì tâm nó lên một tí, nâng tuệ nó như hai chân bước lên thang vậy. Cho nên kẻ nào mà nói rằng gì ạ, em có tâm tốt mà thằng đấy tuệ nó ngu, thì thằng đấy chỉ có nhiệt tình và phá hoại. Những thằng nào mà tuệ nó tốt mà tâm nó không tốt thì thằng đấy được nó phá cái gì thì khủng khiếp cái đó. Phá có mục đích mà. Cho nên cái thằng thông minh nó làm việc ác với dã man. Thằng ngu làm việc khác thì dễ xử. Không. Đấy. Vậy thì làm thế nào để nâng tuệ lên? Phải thông qua lao động. Phải cứ lao động tích lũy tuệ lên một chút, tuệ lên một chút. Làm soi sáng cái tâm. Tâm tốt lên một chút thì lại gì ạ? Lại yên tâm để cho tuệ nó tập trung và suy nghĩ những việc tốt. Xong thằng thân nó lại gì ạ? Chuyên tâm lao động, nó đẩy tuệ lên. Đẩy tuệ lên thì tâm nó lại gì ạ? Lại lên một tầm nữa. Tâm lên tầm nữa nó định hơn thì tuệ nó lại gì ạ? Nó lại tập trung vào một cái việc cao hơn để làm. Cao hơn để làm thì bắt đầu thằng thân ta nó gì? Nó lại làm tiếp, nó chuyên tâm vào việc đó. Và bạn bắt đầu nhìn thấy nhá. Tôi chỉ cái quy luật của đời. Khi mới ra trường, tâm có tốt không? Tốt. Nhưng làm việc gì cũng hỏng. Vậy là phá hoại hay giúp công ty? Phá hoại. Nhưng vẫn có tham không? Có. Vẫn thích lương cao. Có dối trá, có lươn lẹo không? Thì vẫn nói dối như quậy mà. Đúng không? Bắt đầu này. Nhờ có lao động, bắt đầu lành nghề hơn. Lành nghề hơn một chút có phải nói dối nữa không? Có phải lấp liếm nữa không? Không. Bắt đầu tâm tốt hơn một chút, tâm định hơn, bắt đầu không nói dối nữa. Bắt đầu rửa được tâm chưa? Rửa được tâm. Rửa được tâm rồi thì bắt đầu là gì ạ? Tuệ nó lại tập trung vào gì? Mình phải phấn đấu hơn nữa. Tập trung vào việc phấn đấu hơn nữa. Khi tập trung vào việc phấn đấu vào cái việc mới, lên trưởng phòng chẳng hạn,
thì bắt đầu là gì ạ? Cái thân xác nó với gì? Toàn tâm toàn ý, nó dồn hết lực để cho thằng Tuệ nó lên được trưởng phòng. Khi bắt đầu Tuệ lên trưởng phòng rồi, bắt đầu thằng Tâm nó lại gặp một cái vấn đề thế này. Hạt ngạo mạn bắt đầu lại xuất hiện. Mà hạt ngạo mạn nó xuất hiện nó lại hại Tuệ luôn. Toàn bộ cái Tuệ mà cứ thằng nào động đến là tự ái. Tâm nó tự ái nó làm Tuệ mình ngu. Thế Tuệ mình nó ngu đi, xong dần dần nó cách chức trưởng phòng, bắt đầu lại tụt xuống nước thang tiếp theo. Tụt xuống rồi bắt đầu cụ mới có bài học. Cụ bảo nếu lần sau lên mình sẽ khiêm tốn hơn. Vậy là gì ạ? Lần sau lại lên, lên rất là nhanh, lần thứ hai lên nhanh lắm. Lên xong một lần này Tâm nó gì ạ? Nó lại sửa được ngạo mạn. Còn Tâm nó tốt lên, Tâm nó tốt lên thì giờ Tuệ nó lại gì ạ? Nó lại tốt. Thế là bạn hình dung nó đúng hai chân bước như thế này. Cho nên nó không có đầu, không có cuối. Cho nên con trai tôi mới hỏi: bố ơi, con gà có trước hay quả trứng có trước? Xong tôi chỉ nó vào cái bánh xe ấy. Một bánh xe nó đang quay thế này. Bố đố con biết cái lan hoa đầu tiên, lan hoa nào được gọi lan hoa đầu tiên trong số các lan hoa? Cái tăm, tăm xe. Ông trả lời: cái gì mày nhìn thấy đầu tiên thì nó là đầu tiên, vì nó là luân hồi. Vậy mày nhìn thấy quả trứng có trước thì quả trứng nó là có trước. Mày nhìn thấy con gà có trước thì con gà nó là có trước. Nếu Tuệ mày lên trước thì tâm mày nó lên sau. Nhưng tâm mày lên trước thì Tuệ nó lại lên trước, lên sau. Vậy thì bản chất nó cứ rích rắc thế này mà. Chứ không thằng nào gọi là trước, cũng chẳng thằng nào gọi là sau. Và chỉ khổ nhất là khổ thằng thân thôi. Thằng thân phải lao động để phục vụ hai thằng khốn nạn là thằng Tâm và thằng Tuệ. Những đích đến của đời người thì lại là phần tâm. Rồi, vì vậy là tôi muốn chia sẻ với bạn để bạn hiểu được cái quy luật gốc và ngọn. Vậy gốc là lao động, sau khi lao động nâng tuệ là sửa được tâm, tâm nó lại gì ạ? Hỗ trợ cho Tuệ, Tuệ nó lại hỗ trợ cho tâm, tâm lại hỗ trợ cho Tuệ, bước. Và thằng khốn nạn nhất là thằng nào ạ? Thằng thân, liên tục phải đẩy hai thằng ấy đi. Rồi, và thằng thân bắt đầu cũng đòi hỏi. Thằng thân nó bảo: các anh vừa phải thôi, cho em nghỉ ngơi tí chứ các anh bắt em làm việc kinh vậy. Thế bắt đầu là gì ạ? Lại cho nó nghỉ. Nó bảo: anh ấy cho em làm tí. Thế là lại đi chơi gái. Đi chơi gái xong Tâm nó lại bấn loạn, vợ nó bắt được lại bấn loạn. Thế là Tuệ lại ngu. Bắt đầu Tâm nói dối mà. Tâm nói dối xong bắt đầu tập trung toàn bộ Tuệ và nói dối. Tuệ lại ngu, thế lại bị trượt thang. Rồi phịch phát đất. Rồi đi xuống đất làm phịch phát. Lại bắt đầu gì ạ? Đập đi hết, ta làm lại từ đầu, lại tu lại từ đầu. Đấy, nó đúng cái tình trạng như vậy các đại ca hình dung không? Cho nên không biết thằng nào là gốc, thằng nào là ngọn. Vì vậy trong mỗi thời khắc Đức Phật chỉ dạy là gì? Nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Tức là trong mỗi thời khắc phải giữ mình. Và ba thằng khốn nạn thân tâm Tuệ nó cứ dập dình. Xảy một chân thôi là sập. Đấy, để các đại ca hình dung như vậy. Rồi ạ. An Phương cũng đặt câu hỏi: thầy ơi, em cảm thấy hài lòng và hạnh phúc ở cuộc sống hiện tại, nên dường như quên đi sự cố gắng và sự nâng tuệ cũng chậm lại. Vậy làm thế nào để tạo động lực và bỏ đi sự trống rỗng trong bản thân ạ? Cảm ơn em. Thực ra là bản chất ở đây em không biết sứ mệnh chúng ta sinh ra để làm gì, mà bạn hiểu là bản chất là sứ mệnh của bạn đang sinh ra để hưởng thụ. Tức là bạn hơn người khác cái là bạn hiểu hưởng thụ cái chất lượng cuộc sống là chừng mực. Bạn không cần phải ăn quá nhiều, bạn không phải đi xe quá đẹp, bạn không cần phải ở nhà quá to, bạn không cần phải kiếm được rất nhiều tiền. Vì vậy là cuộc sống của bạn nó khá là an lạc, bạn chỉ làm những thứ vừa phải vừa sức mình thôi, và kiếm được ít tiền cũng được, và có đâu tiêu đến đấy, vì nhà có rồi, xe có rồi, mọi thứ nó đều happy. Vì vậy là thực ra vậy thì sứ mệnh của bạn sinh ra để hưởng thụ cuộc sống, và biết là bạn vui là được. Thế còn nếu mình hiểu sâu về đạo Phật thì mình hiểu là sứ mệnh của đời người là sinh ra để tiến hóa về tâm, bỏ đi những cái hạt tham sân si mạn nghi trong tâm mình. Thế thì bạn mới hiểu là phải lấy lao động làm gốc.
chứ không phải lấy tiền làm gốc. Tức là bây giờ nếu mà bạn có lao động nữa, bạn có động lực nữa để bạn lao động, thì lao động để sửa tâm thôi, nâng tuệ để sửa tâm thôi, chứ bản chất lao động bây giờ không phải là vì tiền. Và lúc đấy nó mới là tuyệt vời, lúc đấy thì lại rất là vĩ đại. Nhưng mà nó đau khổ là lúc đấy tiền nó lại về nhiều hơn. Tức là tiền nó là gì ạ? Hệ quả tiền nó cứ về ùn ùn. Bởi vì tất cả những người họ lao động mà họ mang được rất nhiều tiền về và họ vẫn tiếp tục lao động, họ có phải vì tiền không? Không, họ hiểu được sứ mệnh. Còn nếu mà vì tiền để ăn ấy mà, thì dừng lại lâu rồi. Tôi còn có thể dừng lại được mà, không phải làm nữa. Dừng lại được rồi và ngồi mút chân để sống đến từ giờ đến cuối đời được rồi, không? Thế thì rõ ràng là nó không phải là câu chuyện của tiền bạc. Vì sứ mệnh của mình không phải sinh ra để hưởng thụ chất lượng cuộc sống, mà mình hiểu là sứ mệnh của mình sinh ra là để sửa tâm. Nhưng mà muốn sửa được tâm thì việc đầu tiên bạn phải cân bằng giữa mình, giữa sức khỏe của mình, tư tưởng của mình, bốn mặt trận mà, sức khỏe của mình, tư tưởng của mình, gia đình của mình và sự nghiệp của mình. Và bạn cân chân, bạn phải cân chân thôi, và bạn vẫn phải lao động để giúp cho mình có gì, có trí tuệ. Và bạn hết động lực là bạn, sứ mệnh của bạn là sinh ra để hưởng thụ cuộc sống. Còn tại sao tôi vẫn lao động quần quật được là vì tôi hiểu sứ mệnh của tôi sinh ra là lao động để sửa tâm. Đấy, nó khác nhau như thế, chứ không phải hết động lực. Thưa bạn là nếu như vậy Đức Phật thì, nếu mà vì cuộc sống hưởng thụ thì Đức Phật cần quá nhiều phải đi tu. Việc gì phải ra gốc cây ngồi 49 đêm, việc gì phải đi 6 năm khổ hạnh, cứ ngồi ở nhà thôi. Mà gái nó đến nó bóp chân bóp tay cho thoải mái mà sướng rồi dừng lại đấy, tôi lao động làm gì. Nhưng không hiểu dừng lại ở đấy là ngu đi. Cho nên bạn phải thay đổi sứ mệnh của bạn. Bắt đầu từ việc gì ạ? Bạn hiểu về đạo Phật hơn. Bạn thay đổi sứ mệnh của bạn. Bạn hiểu là sứ mệnh của bạn sinh ra để sửa tâm. Muốn sửa được tâm thì phải thông qua lao động để nâng tuệ. Vậy chúng ta khát vọng lao động không phải vì tiền, mà khát vọng lao động để vì tuệ. Thì thậm chí cái khát vọng ấy nó còn khủng khiếp hơn khát vọng vì tiền mà. Dã man hơn khát vọng vì tiền mà. Đức Phật tại sao ngồi được 6 tu 6 năm khổ hạnh, ngồi được 49 đêm vì khát vọng của trí tuệ nó khủng khiếp hơn khát vọng tiền bạc nhiều. Bạn chưa thể, nếu bạn không có cái sứ mệnh về trí tuệ, về sửa tâm, thì bạn không cảm nhận được cái khát vọng đấy nó khủng khiếp thế nào đâu. Và khát vọng đấy có thể gì ạ? Làm được mọi việc mà không biết mệt mỏi. Còn nếu khát vọng vì tiền ấy, có tiền thì vui, mà hết tiền thì mệt mỏi ngay lập tức. Còn khát vọng có trí tuệ là càng trong khó khăn thì năng lượng của bạn càng lớn, khủng khiếp lắm. Còn khát vọng tiền bạc, bạn là trong khó khăn là bạn lủng ý chí ngay. Còn khát vọng của trí tuệ thì trong khó khăn ý chí của mình nó còn tăng lên gấp 10 lần. Cho nên những thằng mà khát vọng trí tuệ nó thành công vĩ đại, bởi vì nó coi khó khăn là gì, là một game, là một thử thách, là một thằng bạn khó nhằn và tao phải vượt qua mày. Còn những người vì tiền thì coi khó khăn là gì, là bức tường rào, là bể khổ, là đau khổ, là than phiền, là đen đủi. Đấy, khác nhau chỗ đó. Thế cho nên là tôi nghĩ là bạn bắt đầu phải thay đổi sứ mệnh, thì bắt đầu bạn mới thay đổi hành vi trong đời sống được, và bạn mới có cái nỗ lực để vươn lên được. Rồi, chúc bạn là sớm thay đổi được sứ mệnh, để khát vọng có được trí tuệ trong đời sống này, không lãng phí một đời để sống. Đời chúng ta sinh ra không phải được hưởng thụ đâu. Đời chúng ta sinh ra để lao động, để nâng tuệ, để sửa tâm, chưa bao giờ là hưởng thụ. Cho nên thằng nào mà làm ra tiền á, mà coi đời là hưởng thụ, bây giờ bị gút hết rồi, tiểu đường hết rồi, huyết áp hết rồi, hốc cho nắm vào. Sai sứ mệnh, nó sai toàn bộ hành vi trong đời sống. Rồi tinh thần là đến 9:30 rồi. Đến giờ chúng ta phải nghỉ. Rất tiếc câu hỏi của Hậu Sky hơi đen cho đội bạn nhỉ. Thế thôi, chúng ta để buổi sau vậy. Thì hẹn cả nhà vào thứ 2 tuần sau. Thông thường thì chúng ta sẽ triển thứ 2 và tối thứ 2 hàng tuần.
Và nếu trong cộng đồng của chúng ta anh em nào ở Hà Nội thì ngày mai thì có chương trình Đạo Phật và Cuộc Sống chia sẻ trực tiếp tại Học viện Siêu Việt Nam, tại Tập đoàn Siêu Việt Nam, trụ sở ở đường Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, 62-4. Thế thì anh em nào mà có thể tham gia cái cộng đồng Đạo Phật này được thì rất là hay, cộng đồng ứng dụng Đạo Phật vào đời sống rất là hay. Thì tối mai mời anh em chúng ta sẽ đến tập đoàn vào tối thứ ba hàng tuần, thì 7:30 bắt đầu sinh hoạt cho đến 9:30 thì chúng ta nghỉ. Và không quên quảng cáo cho anh Lộc marketing, anh ấy vừa đẩy lên đây rồi, đó là hội thảo chiến lược nhân sự tại Hà Nội vào ngày 21 tháng 7 và Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 7. Anh em nào mà quan tâm muốn tham gia cái chương trình này để thay đổi cái hệ thống doanh nghiệp của mình bằng một hệ thống quản trị bằng luật chơi, bằng luật khoán, và phát triển đóng gói tự động, nhân chuỗi, nhân bản doanh nghiệp, IPO, vân vân, thì các anh chị có thể tham gia cái chương trình này. Và cái này doanh nghiệp nhỏ học cũng ổn, doanh nghiệp vừa học cũng ổn, doanh nghiệp lớn học càng ổn rồi ạ. Vì vậy cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả anh em chúng ta đã có mặt trong chương trình livestream ngày hôm nay. Chúc các anh em một buổi tối an lành. Xin chào và hẹn gặp lại.